tất cả báo chí ở bên việt nam là của báo chí là của đảng báo chí độc quyền thì diễn nhiên là báo chí của đảng thì không bao giờ họ sẽ đưa những cái tin tức nào mà bất lợi về kinh tế hay là bất lợi về chính phủ của việt nam phải không tại vì báo chí đài tv kênh tin tức tất cả là nào là của báo nhân dân báo quân đội báo công an rồi báo của tuổi trẻ thanh niên sinh phong thanh niên mặt trận tổ quốc gì đó mặt trận này mặt trận kia tất cả báo chí ở việt nam là là điều của đảng thì nếu mà một người sáng dạ mà người ta nhìn thoáng qua là người ta biết ô báo của đảng thì diễn nhiên vĩnh viễn tất cả các tin tức là điều phải nói tốt về về cho đảng đâu có đâu có ai dạy gì mà mình tự mình nói xấu mình các bạn biết không đó thì báo chí tỉnh thoảng nó muốn tuyên truyền chủ yếu cái chính đó là nó muốn cho dân tộc Việt Nam thấy là thấy không đảng là làm ăn cũng được lắm bắt đầu họ thổi phòng lên họ thả mồi họ đưa ra những cái tin tức họ nói wow năm nay Việt Nam à, sức nhập khẩu à, bán được tổng cộng à, sản lượng à, quốc gia sức nhập khẩu dầu à, đồ biển đồ gạo cà phê đồ tất cả mọi thứ là năm nay là xuất khẩu thu về được hai ba trăm tỷ à, mỹ kim thì các bạn wow nghe nói wow Việt Nam bây giờ làm ăn đồ dữ lắm nha à, bây giờ cộng sản họ buôn bán làm ăn sức nhập khẩu họ thu về mấy trăm tỷ nhưng mà thật ra cái tiền mấy cái trăm tỷ mà họ nói là họ kể câu chuyện là họ chỉ có nói nói một phần thôi các bạn biết không bất cứ ai ở trên cõi đời này người ta kể cái câu chuyện á khi mà người ta nói về ai hay nói về một cái điều gì á là luôn luôn á là cái người ta kể cái câu chuyện về của người khác chứ người ta không bao giờ mà người ta kể câu chuyện về phần của họ đó cho nên lý do tại sao mà các bạn đi ra tòa án á phải không ông tòa ông bắt mỗi một người đứng một bên mỗi một người phát biểu của mình rồi hai bên luật sư người ta phải cho hai bên bày tỏ còn cái này Cộng sản họ chỉ bày tỏ một chiều thôi. Thì thuộc đầu các bạn thấy giống như là họ đăng báo, họ nói wow, năm nay ở bên nước Việt Nam à, xuất nhập khẩu à, buôn bán à, cà phê, gạo, đồ này nọ như vậy đó là thu về 2-300 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà trên thực tế á, là ở bên Việt Nam á, là nói về mà mấy cái tập đoàn mà kinh doanh làm ăn của Cộng sản Việt Nam á, toàn là lỗ. Cộng sản Việt Nam là họ chỉ có độc quyền về bán điện lực nè, họ độc liệt độc độc quyền về bán kết nối mạng internet cho phone, mạng internet phone di động rồi vậy đó, bán sim cạc rồi vậy đó. Đó thì họ độc quyền một vài công ty nhưng mà tất cả các cái tập đoàn lớn của Việt Nam á, các cái tập đoàn kinh doanh của Việt Nam á là họ đều làm ăn lỗ lã còn mà nói về mà họ đăng báo họ nói Thằng Trung Cộng nó chuẩn bị tung ra những cái chiếc xe điện đồ Nhỏ giá rẻ để vào thị trường Việt Nam Họ chỉ muốn nói như vậy Để mà cũng đánh bóng kiểu như mà cũng gu người dân thôi Làm cho người dân có cái hy vọng Wow tụi mình nghèo không có tiền Tụi mình đang ước gì có cái xe hơi nha Bây giờ hay tin đàn anh Trung Cộng đang chuẩn bị Bán cái xe điện bán cái xe điện giá rẻ vào Việt Nam nha đó là cái tâm lý các bạn biết không nhưng mà họ nói câu chuyện là họ chỉ có nói một cái một chiều một cái góc thôi họ không có giải thích cho bạn là ở đến nước Việt Nam của mình á, mỗi một lần mà trời nó nóng lên á, người ta không có đủ điện người ta chạy nó quá tải nó phải tắt cầu trì điện toàn toàn quốc luôn người ta phải tắt người ta phải tiết kiệm điện người ta phải cho cái máy nguội người ta phải À, tại vì nó quá tải là là người ta phải tắt các bạn biết không người ta không có đủ điện điện ở đâu mà cho mấy cái thằng trung quốc nó đưa xe điện vô nó chạc các bạn thấy mấy, mấy báo chí cộng sản nó bà xạo không tức là nó thông tin là nó tụi nó thông tin là nó chỉ có nói chung chung nó nói nửa này nửa kia cho mình suy nghĩ thôi đó cho nên tại sao mà mình phải vô mình luôn luôn mình dùng cái từ là cái người sáng dạ cái người sáng trí với cái người tối dạ với cái người tối chí là nó ở cái chỗ đó mấy cái người sáng dạ mấy cái người mà sáng trí á người ta nghe cái gì ra đó là người ta có cái lỗ tai nhưng mà người ta phải có cái ốc nữa cái lỗ tai là để mình nghe cái ốc là để mình vận dụng mình suy nghĩ ra coi cái thằng cộng sản này coi nó dở cái trò gì đó thì nó đăng bất cứ một cái gì thông tin mà về chiến sự ở nga đầu này nọ nó đúng ra là mình không có muốn thông tin về tình hình chiến sự ở bên ukraine mà mình để ý mình đọc báo cộng sản á không bao giờ mà họ đưa tin chính xác nếu mà các bạn nào mà có ai mà quen à, việt kiều mà sống ở bên quen coi những cái người mà việt kiều mà người ta sống ở trong chăn biết trong chăn nó có gận đó. việt kiều mà sống ở quen đó là người ta đọc báo cộng sản là người ta biết nó nó đưa tin sai hết mình bảo đảm với các bạn luôn các bạn hỏi những người việt kiều nào các bạn quen những người việt kiều nào mà đang sống ở quen đây người ta nắm rõ cái tình hình coi người Báo chí của Việt Nam là nó thông tin là không có đúng sự thật Tại vì mình đọc báo, NBC, mình đọc, mình xem kênh CNN, xem kênh Fox Xem kênh Fox những cái tin tức mà người ta đưa Đó là bên Việt Nam là họ không có thông tin về cái tình hình chiến sự Họ có đăng cái này kia Ok thì bây giờ á Trong cái clip này mình muốn nói về cái cách mà Cộng sản nó làm nó không biết làm kinh tế mình dẫn chứng cho các bạn còn về cái chủ đề chiến sự ở ukraine á chiều nay mình hết cả làm mình sẽ tiếp tục mình bàn về cái vấn đề đó đúng ra đó là mình không không có muốn xía vô cái chuyện thông tin về cái chuyện chiến sự ở ukraine trừ khi nào mà mấy cái người youtuber người ta không có thông tin á những cái tin tức mà người ta không có thông tin cho bạn á hay là ở bên việt nam báo chí họ không có tin thông tin á về cái tình hình chiến sự đó là mình sẽ chia sẻ với các bạn tối nay mình hết ca làm mình sẽ chia sẻ với các bạn về tình hình chiến sự ở bên Ukraine tại vì những cái tin mà mình muốn chia sẻ là cộng sản họ không có dám đưa tin bởi vì họ sợ đụng chạm tới nga tại vì cái thằng nga nó đã nó đã găng đe rồi nó nói trên thế giới á thằng nào mà muốn làm ăn mua vũ khí mua dầu đang nợ nặng tao đó thì nên đứng ra một lề, phải không? Bỏ phiếu trắng. Tao mà biết mà thằng nào mà nghiêng về thằng Ukraine mà binh dịch mà viết báo chí mà nói. Tại vì mấy cái người Nga có vợ, có chồng người ta biết tiếng Việt rất là giỏi. Nhiều người Nga người ta đang làm việc ở Vũng Tàu. Người ta sống ở bên Vũng Tàu người Nga. Người ta nói tiếng Việt rất là giỏi cho nên báo chí ở Việt Nam là người ta biết hết. Chỉ cần người ta đọc báo Việt Nam, thông tin cái gì cũng giống như người Việt Nam mà là nó thông tin về bên chính phủ nga là nó đưa lên sổ đen đó đưa lên sổ đen là việt nam không có mua dầu giá rẻ được không có xin viện trợ nữa được không có mua vũ khí việc chính phủ việt nam bây giờ là nợ các bạn giàu gõ google đi mấy cái người chuyên gia quốc tế người ta biết á thằng cộng sản việt nam nó nợ cái thằng dư thằng, thằng nga đó hiện bây giờ này nó nợ hàng tỷ 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 mỹ kim tiền mua vũ khí đó mua vũ khí, mua pháo đài, mua phòng không rồi đó. đó để tối nay, tối nay mình hết cả làm. còn bây giờ mình nói về cái vấn đề kinh tế đi. OK hàng năm á các bạn đọc báo chí cộng sản Việt Nam hàng, họ long tin đó là hàng năm Việt Nam xuất nhập khẩu phải không? Wow Việt Nam thu về hai ba trăm tỷ. các bạn tưởng đâu là Việt Nam giàu, có, ngon đâu? trên thực tế không phải. ở Việt Nam á mặc dù á, là nói cái tiếng á, là kinh tế Việt Nam trên thực tế là những cái đại gia kinh tế Việt Nam những cái tập đoàn lớn mà làm ăn Việt Nam á, không phải là của Việt Nam nếu mà các bạn vào gõ Google á cái người mà đầu tư mở hãng xưởng nhiều nhất á ở bên Việt Nam á là cái thằng Bắc Kinh rồi đến á, là mấy cái nước Nam Hàn Mỹ đồ là đứng thứ nhì Nhật Bản là đứng thứ ba đó Nhật Bản họ về bên Việt Nam họ mở xưởng sản xuất những cái độ phụ tùng gáp những cái xe tù Toyota Vios, Corolla đồ phụ tùng xe hơi đồ vậy đó Bugi, Bugi đồ dây beo dây sơn đồ vậy đó đó rồi Nhật Bản á người ta đầu tư về shopping Ion có rất là nhiều khách sạn năm sao đồ như vậy đó nói chung á là kinh tế ở Việt Nam á là tại nước việt nam á là có cái người nhật bản phải không quốc gia nhật bản người ta đang có cổ phần ở trong đó đứng hàng thứ ba phải không còn cái thằng trung quốc á là nó đứng hàng thứ nhất thằng trung quốc á tại sao nó đứng hàng thứ nhất tại vì thằng trung quốc á, nó vô đó nó đào mỏ quận rồi như vậy đó rồi giống như là xe vinfast đi mặc dù xe vinfast họ nói là họ mua cái máy của của đức họ dùng kỹ sư của Ý, của Mỹ đồ thiết kế cho cái xe VF8 vân 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 vân. Nhưng mà những cái ghế, những cái kiến, những rất là những cái nhiều cái đồ phụ phụ tùng á là phải mua của của Trung Quốc, nó sản xuất ở tại Lạng Sơn, ở Lào Cai, ở Hải Phòng rồi gì đó. Nó sản xuất nó có nó có công ty, nó có hãng xưởng nó sản xuất. Đó. Thì khi mà báo chí họ nói wow năm nay vinfast họ bán ra một ngàn cái chiếc xe vf 8 họ thu vô 100 triệu đô la mình nói ví dụ mình nói 100 triệu là một cái trăm triệu làm cái chuẩn nhưng mà trong 100 triệu đó đó mặc dù báo chí họ nói 100 triệu nhưng mà trên bảy chục phần trăm trong bảy chục phần trăm là nó thuộc về của của trung quốc và tại vì nó phải mua những cái thiết bị như là nhựa đồ thảm đồ nếu mà không mua hàng của trung quốc á thì giá cả nó đâu có bèo nó đâu có nó đâu có lợi nhuận các bạn biết không đó trên thế giới bây giờ người ta sản xuất cái gì người ta cũng phải nhờ tới nhân công rẻ may mặc quần áo gì cũng vậy các bạn biết không thì khi ý của mình muốn nói đó khi mà các bạn mà nghe tin tức á họ chỉ có nói là việt nam xuất nhập cảng á là 100 tỷ nhưng mà các bạn phải hiểu rằng á một tỷ mình nói 100 tỷ thì mình nói ví dụ làm cái chuẩn là 100 tỷ mỹ kim thì các bạn phải hiểu rằng á trong 100 tỷ đó đó là hết trên phân nửa 70 phần trăm là nó thuộc về của mấy cái nhà đầu tư như là Samsung phải không khi mà Samsung nó sức uh, máy lạnh hay là tv hay là uh, điện thoại uh, cái đồ mà gắm vô lỗ tai nghe tất cả mọi sản phẩm của Samsung đồng hồ đồ các bạn biết không tại nó xuất xuất khẩu là nó xuất tự bên Việt Nam đó, thì nó thống kê báo chí nó thống kê nó nói năm nay năm nay tổng, à, quốc gia Việt Nam họ 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 bán à, xuất khẩu, nhập khẩu họ bán được 100 tỷ Mỹ kim đó bây giờ các bạn nghe mình giải thích các bạn hiểu 100 tỷ đó là nó đâu có thuộc về bên GDP của người Việt Nam 100 tỷ nó đâu có thuộc về của quốc gia Việt Nam các bạn hiểu mình nói không Việt Nam của mình á, từ hồi xưa tới giờ cái thế mạnh á, cái sở trường của Việt Nam của mình là cái gì? Trồng cà phê, à, xuất khẩu gạo hay là bán đồ thủy sản như là cá, đồ biển, đồ gì đó. đó Những cái đó là những cái thế mạnh của Việt Nam của mình. Còn ngoài mà sản phẩm điện tử ra, các bạn chỉ cho mình có một cái món nào mà nổi tiếng mà có cái dấu ấn mà cho thế giới người ta thấy. Lâu lâu cái nó nói, cái ông đó đó ổng chế được cái, cái cái tàu ngầm nó tung tin như vậy để mà nó đánh lừa dư luận nó nó gu người dân ngủ cái dài ba tháng cái cũng quên lãng luôn cái dài ba bữa cái nó nói có một cái em học sinh đại học về chế được một cái chiếc máy bay không người lái đồ chân đồ ra các bạn biết không đó nhưng mà thật ra chế cái gì muốn chế một cái máy bay không người lái nó không có cái gì là khó hết đó mình đặt mua những cái thiết bị điện tử từ ở bên Nhật, ok, từ ở bên Mỹ, từ ở bên Đài Loan, từ ở bên Trung Quốc, từ ở bên Úc, nước này nước kia, mình đi về Việt Nam mình mình gáp lại thành một cái chiếc máy bay không người lái nó không có cái gì khó đó, không có gì khó đó. Thời buổi bây giờ các bạn chỉ cần vào YouTube, các bạn muốn chế cái giống quái gì chế chục thăng chế cái gì, các bạn in tiền cũng được nữa, không có gì khó đó. đó cho nên khi mà họ họ loan tin họ nói có một cái em học sinh du học đó biết chế máy bay không người lái nhưng mà họ đâu có nói rõ cho các bạn cái câu chuyện họ chỉ cứ nói phân nửa thôi họ đâu có nói cho bạn là cái độ phụ tùng cái bọt mẹ là mua ở đâu cái điện tử uh, cày uh, đặt vệ tinh ở trong cái máy bay không người lái mua từ đâu các bạn hiểu mình nói không chừng nào mà mình chế từ a tới z á mình chế tất cả mọi thứ á mà thật sự mà việt nam mà chế được như vậy là mấy cái nhà đầu tư là người ta đã mua bản quyền là người ta đã sản xuất ra một cái chiếc máy bay không người lái thương hiệu riêng cho 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 việt nam của mình rồi bạn biết không, bao nhiêu người tài người giỏi là người ta đi du học người ta làm việc ở nước ngoài hết mấy cái người mấy cái người mà thông minh nó không có ai mà dạy về ở, ở việt nam hết đó. cho nên nó bên việt nam họ hả bây giờ họ nằm mơ dài ba bữa cái họ hội họ họp họ nói là Việt Nam bây giờ phải tiến lên khoa học bao nhiêu lần họ nói tiến lên khoa học rồi Việt Nam của mình á hả là phải hả cải cách cái này cái kia mẹ thời buổi này mà người dân còn xài hậu khẩu mà ở đó mà nằm mơ tới khoa học lương bao nhiêu ở Việt Nam trả lương cho cho người ta bao nhiêu mà đòi nhân tài không có thằng tài nào mà nó dùng cái tài của nó mà nó đi lãnh ba bốn chục triệu việt nam đồng một tháng không có chuyện đó mấy cái người tài con ông cháu cha của việt nam á đi qua bên đây du học mit harvard đó bây giờ người ta ra người ta làm cho google một năm hai ba trăm ngàn đô la không có thằng nào mà dạy về bên việt nam á trừ khi nào mà mấy cái người mà qua đây đào tạo mà người ta đi về việt nam mà người ta nắm cái chức cái quyền này kia mình cũng có gặp một vài người khách người ta làm ở trong chính phủ á người ta người ta đi qua bên đây du học mình nói chuyện mình biết người ta rất là thích tại vì mình hỏi rồi à, anh có người em cháu có nghĩ là ở lại nước mỹ sau khi học không thì mình nói chuyện qua nói chuyện lại mình biết được đó là người ta nói là người ta đi về bển đó là người ta lãnh một cái chức vụ gì đó làm ở trong chính phủ đó mình hiểu chứ còn mà nói mà làm tư mà kiểu như học mà tự túc đi học mà qua bên đây mà mình được có cái bằng này bằng kia tiến sĩ bác sĩ không có ai mà đi dạy về đi về việt nam có ai mà các bạn tự hỏi đi các bạn có dám bỏ tiền cho con em của các bạn một năm học ở du học ở bên mỹ một năm năm chục ngàn đô la bốn năm con em của các bạn tốn hai ba trăm ngàn đô la các bạn đầu tư vô nửa triệu đô la để cho con các bạn có một cái cái bằng mà đi bỏ ra nửa triệu mà đi về Việt Nam mà nói làm khoa học cho Cộng sản Việt Nam là một tháng lương 100 triệu Việt Nam đồng. Không có chuyện đó. Không có vụ đó. Không có ai mà khờ dại kiểu như vậy đó. Bỏ ra nửa triệu đô la cho con người ta đi học để lãnh cái bằng đi về Việt Nam để làm lương 3 40 triệu Việt Nam đồng. Bao giờ mới lấy lại vốn? Tà là cho nó ở Việt Nam, nó chạy xe ôm, chạy xe gáp làm shipper còn sướng hơn bỏ ra 500 trăm đô la đi qua bên mỹ học cầm cái bằng đi về việt đi về việt nam vô làm khoa học cho cộng sản việt nam lãnh lương 30 triệu việt nam đồng một năm ở một tháng không ai mà dạy kiểu đó hết đó đó thì kinh tế trong cái clip này mình muốn chứng minh cho các bạn á cái GDP hay là những cái báo chí mà Việt Nam nó nói nó nó xuất nhập khẩu đồ này nọ nó bán năm nay hai ba trăm tỷ như vậy đó. tiền đó là tiền của nhật bản ok tại vì nhật bản họ có những cái cơ sở người ta sản xuất những cái hãng xưởng người ta xí nghiệp người ta sản xuất đồ phụ tùng cho xe hơi như là xe vios hay là xe toyota corolla còn xăm xăm thì họ sản xuất ra đủ loại thiết bị điện tử hết á họ bán đi trên đâu phải là nước mỹ không đâu bán đi trên trên toàn thế giới luôn đó thì cái tiền mà sức nhập khẩu từ việt nam là cái tiền đó đó rồi cái bọn tàu nữa làm chi cái bọn tàu nó có xí nghiệp mà nó sản xuất về thép nè xi măng đâu nè nhựa đâu nè việt nam không có làm được cái gì hết đó cho dù bây giờ ở bên việt nam á các bạn có muốn mở một cái xí nghiệp nhỏ nhỏ ra các bạn làm mấy cái qua ly mà cho mấy cái người đi du lịch đựng quần áo đi chăng nữa cũng chỉ là gia công thôi các bạn có tiền các bạn đi dây tiền các bạn chỉ có mua được máy móc thiết bị thôi các bạn có cái công thôi nhưng mà những cái uh, vật chất vật liệu giải đồ nước sơn đồ để làm thành cái quả lý. các bạn cũng phải mua từ ở bên trung quốc các bạn biết không cái đó là người ta gọi là nhập siêu còn ở việt nam thuốc men quanh năm suốt tháng mà mấy cái uh, bệnh viện lớn của việt nam mà người ta trị bệnh người ta cho người dân uống thuốc thuốc từ đâu ra các bạn vào Google gõ đi Thuốc từ ở bên Mỹ của mấy cái nước Tư bản nó nhập vô Việt Nam Giá Việt Nam có viên thuốc nào Đầu video á, mình muốn cho cho các bạn xem Cái cách mà ở bên Mỹ á Giống như là tối nay là nữ ca sĩ Tyler Swift về đó mình muốn cho các bạn xem đó là một cái um, cái lý thuyết người ta làm kinh tế rất là hay một cái um, um, về cái cách mà người ta điều hành kinh tế người ta cái cái lo trực của người ta rất là hay đó thì các bạn thấy không trong tối tối nay nè trong một cái giờ mà người ta có bóng gỗ nè người ta có hai ba ca sĩ, hai ba nơi tải ra nhiều nơi trong trong một đêm diễn. Còn ở bên Việt Nam á họ chỉ độc quyền một cái bộ môn đá banh. Họ độc quyền một cái môn đá banh thì tất cả mọi người á người ta dồn lại một cái sân vận động trên toàn cả nước, người ta đi tới một cái sân vận động, người ta xem người ta xem đá banh. Thì có một đâu phải là ai cũng toàn dân đâu phải ai cũng thích đá banh đó thì nó bỏ ngỏ đi những cái địa điểm khác những cái sự kiện khác như là mình cho các bạn xem mấy cái người ca sĩ nổi tiếng ai mà tối nay mà đi xem ca sĩ là Swift á giá vé thấp nhất á giá vé thấp nhất ngồi ở ngoài sau cùng á là 200 đô la 200 Mỹ Kim mà báo chí tin tức mấy ngày nay nó loan tin đó là 200 Mỹ Kim á cũng mua không được nữa nó ba đêm diễn nó sốt ao hết rồi tối nay nó diễn tối nay nó diễn đêm ngày mai rồi nó diễn đêm chủ nhật nữa báo chí người ta thông tin là nó đã sốt ao tại vì cái chương trình người ta sắp xếp mà đèn đồ này nọ đồ đó giải trí ở trên sân khấu đó, nó rất là tối tân nó rất là hiện đại cái người mà người ta đi coi nó đáng cái đồng tiền thì người ta đi về người ta kể cho bạn bè người này người kia đi thì vì cái lý do đó tại sao mà cái câu hỏi đặt ra mà có nhiều người người ta không hiểu người ta nói trời ơi cái anh ca sĩ đó anh đâu thấy đâu có gì đâu cái nhóm bts của Nam hàng đâu có gì đâu mà đó nhưng mà người ta trang trí vũ công đèn đồ cái cái sự chất lượng các bạn không nói chung á là mình đi tới đó mình giải trí trong hai tiếng đó đó là mình rất rất là đáng cái đồng tiền đáng cái đồng tiền là người ta đầu tư vô đầu tư vô rất là nhiều tiền Trước đây uh, nam ca sĩ uh, Biren ở bên Nam Hàn cũng vậy đó. Đi qua bên Việt Nam diễn đó, người ta phải dùng tàu, dùng máy bay người ta chở những cái thiết bị tối tăng. kể cả mấy cái người mà ca sĩ uh, cũng nổi tiếng của Mỹ cũng về Việt Nam Người ta phải gửi máy bay qua những cái dàn đèn, những cái thiết bị rất rất là tối tăng. Việt Nam không có trình độ, ở bên Việt Nam không có trình độ. mình đi về Việt Nam nhiều lần rồi mình đi xem ở Việt Nam hả nó đi ra sân khấu trong đòn nó đứng lên đứng cầm cái microphone y chang như ở nhà mình karaoke vậy gọi ngoài sao nó có mấy cái đèn nó chớp chớp nhá 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 giống như là 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 hát cả lương vậy nó không có đáng cái đồng tiền mấy chục ca sĩ nó vô gặp trong đòn nhá mình nhớ lúc đó mình với bà xã mình đi xem vé yeah, có đâu tính ra có có đô la vé à rồi mình với bà xã của mình cũng đi cũng có đi coi kịch của các ông cái ông Diệp Lan á mới qua đời với lại danh hài Hữu Nghĩa đồ vậy đó, mình cũng đi tới gặp hát rồi. Không phải là mấy cái người này người ta diễn không có hay nhưng mà ở bên Việt bên Việt Nam á người ta bán vé người dân người ta đâu có nhiều tiền, đâu đâu phải là giống như tối nay mà dân Mỹ mà bỏ ra 200 đô, 200 đô là giá thấp á ngồi ngoài sau. Đó gọi là ghế ống nhòm á còn mà ghế đầu là hai ba ngàn đô một vé mấy cái người giàu á bỏ ra có ở việt nam có năm chục ngàn trăm ngàn bảy tám ngàn thì tiền kinh phí đâu mà người ta đầu tư lớn không phải là mình chê mấy cái người diễn viên hay là mấy cái người tổ chức hay là mấy cái người đạo diễn sân khấu các bạn biết không mình nói là về cái kinh tế việt nam á đó. đó nói chung á là trong cái nội dung này ý của mình muốn nói nói về tổng quát kinh tế Việt Nam á nó cũng vẫn là y như cũ nó không có khác gì thời bao cấp đó, đó cái mà các bạn đang thấy những gì mà nó đang phát triển ở Việt Nam á là nó nhờ có cái sự đầu tư của mấy cái người ở nước ngoài như là Nhật Bản Nhật Bản thì bây giờ là người đầu tư đứng hàng thứ ba xong rồi cái người đứng thứ hai đó là Nam Hàn với lại Mỹ còn cái người mà đứng đầu tư nhiều nhất ở bên Việt Nam á là Bắc Kinh. Các bạn giàu gõ Google đi họ nói gõ đàng hoàng. Mình nói mắt nói sách có chứng chứ không phải là tự mà mình suy nghĩ mà mình nói ra. Các bạn vào Google các bạn gõ đi. Ai là người đầu tư nhiều nhất ở Việt Nam? China. Thứ nhì là Nam Hàn với Mỹ, hai nước đó, cộng lại là thứ nhì. Thứ ba là Nhật Bản. Còn Việt Nam của mình đó hả? là chỉ có bán à, cá thị sản đồ vớt dưới sông lên thôi là đất đai đồ có sẵn là đem ra cho thuê cho mướn thôi việt nam không có biết làm kinh tế cho nên họ cố gắng họ sản xuất bán xe xe vinfast rồi lại vì họ muốn có một cái thương hiệu của việt nam mà xe vinfast đó, xe điện vinfast đó mình xanh sao đẻ muộn muộn ra mình đi là mình phải có cái chiến lược các bạn biết không tự nhiên cái đằng này mình người vô danh không có tiếng như vậy đó mình mình lúc trước cũng vậy Nếu muốn mở phone ra cạnh tranh với lại apple ok anh có ý tưởng hay anh giỏi làm kinh tế anh muốn cạnh tranh với apple là anh phải sản xuất ra hơn người ta các bạn biết không chất lượng tất cả mọi thứ nó đẹp hơn anh phải tuyên bố là ok bây giờ tôi bảo đảm ai mà xài cái điện thoại Apple trong 10 năm Ai mà xài cái điện thoại Ma dê của Việt Nam trong 10 năm Mà cái thằng nào mà bị hư chức bền bỉ hết Đó phần mềm đồ này nọ Ứng dụng đồ tất cả mọi thứ Máy kem là chụp chất lượng cao Chúng tôi sẽ bảo đảm đồ này nọ Mình phải có một cái chương trình Thì mình mới thu hút được người ta Còn này mình định chơi cái chiêu trò Bỏ ra giống ít mà đòi Thu về nhiều Núp bóng ăn theo đó là cái lý do tại sao mà những cái người sáng dạ sáng trí người ta nhìn ra được cái sản phẩm xe ô tô điện của VinFast chứ không phải là người ta dìm hàng. Các bạn biết con người của mình rất là thông minh, loài người á không có cần mà mình phải ngồi đây mình chia sẻ cho các bạn. Chỉ cần con gù đực con gù cái bay ngang là người ta biết ý mình muốn nói á, xe VinFast đó thật sự nó có ngon hay không á là tự nhiên là người ta ùng ùng người ta truyền miệng nhau, người ta đồn không có cần phải cái miệng của mình nói ra. Nhưng mà ở đây mình thấy rõ mình dẫn chứng cho các bạn Mình thấy đâu mình nói đó thực tế Các bạn biết không Xanh sao đẻ muộn người ta Sản xuất ra không có sản phẩm đồ không có bằng người ta Nói chung là, là VinFast là muốn bỏ vốn ít Kiếm tiền nhiều Nói không cần tiền à, Vin, VinGroup không có cần tiền Muốn sản xuất xe ô tô điện không cần tiền Không cần tiền vậy sao Dội vàng gì mà kết nạp Bán chứng khoán với lại cái thằng Tàu cái thằng xịt bác nếu mà mình không cần tiền thì mình từ từ mình chờ đi các bạn biết không từ từ mình chờ đi khi nào mà mình có uh, um, đại lý mình mở ra đại lý uh, hãng sản xuất xe đâu ra đó mình bán ra thị trường của mỹ đi còn mà mấy cái thằng mà báo chí ở bên việt nam dốt cũng vậy nữa nói uh, À, cái tuổi Trung Quốc à nó sẽ chuẩn bị xáo trộn qua thị trường xe ô tô bên Mỹ nó chuẩn bị bán xe ô tô điện. Chính phủ Mỹ dễ à, chính phủ Mỹ dễ à. Chính phủ Mỹ dễ cho nó vô để nó giành khách, người ta phải bảo vệ mấy cái công ty mấy cái công ty người ta đóng thế cao. hãng xe Ford đồ này nọ, Toyota đồ. Tất cả các hãng xe Tesla đồ ở Mỹ người ta phải có cách người ta bảo vệ chứ. Ok mày muốn bắn ghẻ hả? Bây giờ tao đánh thế mày Cái xe mày đem vô đây tao đánh thế mày 20% Thì sau khi đánh thế đồ Mấy cái người đại lý người ta nhập vô người ta kê khai lên Cộng trừ nhân chia thì nó cũng gần bằng cái xe Tesla mẹ nó cho rồi Các bạn hiểu mình nói không? Phải nói muốn nói mà giống như à, à, Báo chí Việt Nam nói Trung Quốc đang chuẩn bị ba, à, bắn xe điện ở Việt Nam hả trời nóng lên không có đủ điện phải cắt quá tải à, cắt cầu trì nữa ở đó à, điện đâu mà cho 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 dân người ta chặt xe điện Trung Quốc mà xạo trong cái nội dung chính này mình muốn nói cái chính á là ở Việt Nam họ không có biết làm kinh tế cụ thể á, nếu mà biết làm kinh tế cụ thể á, là việt nam á người ta phải phát triển tất cả các cái môn bóng đá tại sao nước mỹ người ta có đá banh nè người ta có bóng chài nè người ta có um, bóng gỗ nè người ta có hockey nè hockey là cái loại mà cầm cái cây chợt tuyết mà đánh đánh cái bay giống đánh cái banh mà chợt tuyết mang cái giày tuyết đi vòng 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 cầm cái cây gõ đó đánh volleyball đánh tennis nè người ta có đủ bộ môn hết đó Tại vì con người á là trong cái xã hội á là có người này người ta thích ăn mặn, ăn chua, ăn ngọt các bạn biết không? Người ta thích đủ món hết đó. Thì ở Việt Nam họ cũng phải là nên làm như vậy để cho con người người ta có cái sự chọn lựa. Giống như bên Ấn Độ với bên Úc vậy đó. Hồi xưa đó người ta chỉ có đá banh giống như Việt Nam thôi với lại Cà Na rồi này thôi. Bỗng dưng bây giờ người ta phát minh ra được mà chơi đá banh mà đá banh mà chọi bằng tay á cái bộ môn đá banh thay vì đá bằng chân mà họ bên úc với bên ấn độ họ chơi họ đá bằng tay rồi cầm cái cây đánh 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 trái banh đó tiếng mỹ gọi là quick quick á quick quick đó bây giờ là người ta mê say luôn thì nếu mà việt nam người ta phát triển về bóng chài hay là những cái bộ môn khác biết đâu chừng người dân người ta yêu chuộng thì khi mà người dân người ta yêu chuộng á là người ta có săn chơi cái tuổi trẻ đó người ta tranh thủ người ta không có phải dư thời gian mà lang thang mà đi đập đá xúc xì ke ma tí đồ người ta dùng cái thời gian đó người ta vô đó người ta tập luyện cho cái bộ môn đó đâu phải ai cũng là thích môn bóng đá các bạn biết không tại vì ở bên việt nam nó chỉ có bộ môn bóng đá thôi thì trong những cái quán cà phê hay là trong những cái gặp á người ta coi á thì mấy cái người kia mấy người bắn giấy số mấy cái người kia người ta thấy ô ai cũng coi á mình cũng ngồi xuống mình cũng coi làm sao giống như lúc mà ở Việt Nam năm 2019 mình đi về đang trên đường nghỉ giải lao trên đường cao tốc ở miền Tây đi Sài Gòn á mình với bà xã với đứa em vợ ngồi ăn cơm trong cái quán ăn cơm trên trên cao tốc á xem cái trận Nhật Bản đá với lại đội tuyển quốc gia việt nam mà đội tuyển quốc gia việt nam thua một trái đó cầu thủ đặng văn lâm cái giải e xanh vậy đó thì đứa em vợ mình nó đâu có đâu đâu có mê đá banh đâu với bà xã của mình cũng đâu có mê đá banh đâu thì thấy mình ngồi đang ba người ngồi thì mình cũng mê mình cũng ơ này nọ nọ thì mấy người kia người ta cũng nhìn nhìn theo người ta thấy mình nó nói người ta cũng nhìn theo các bạn biết không đó chứ đâu phải là ở việt nam ai cũng thích là bộ môn đá banh làm kinh tế là ở cái chỗ đó mình phải cho cái người tiêu thụ người ta có cái sự lựa chọn ok tối nay là mình phải có là sân khấu là mình phải có tất cả các ca sĩ ở nhiều tụ điểm mà nó chất lượng nó phải cao nó phải chuyên nghiệp phải đầu tư phải phải nó chất đáng cái đồng tiền thì khi mà người ta đồn lên cũng giống như ở việt nam bây giờ đó, người ta ra phim những cái bộ phim ở bên việt nam người ta làm nó hay hơn nó chất lượng hơn thì cái người xem á người ta truyền miệng người ta coi xong người ta wow việt nam bây giờ làm phim cũng hay không có thua gì nước ngoài đâu vậy thì người ta nghe truyền miệng vậy còn người ta đi vô người ta giống như mình vậy nói trời ơi mày đi tới gặp trống đồng vậy mày coi mẹ nó ca giống như đứng ở nhà mà karaoke okay, đứng trên cái sân khấu gặp trống đồng có gì khác đâu cầm cái máy còn bên mỹ là người ta có đèn đuốc đồ mà những cái loại đèn của người ta là bật triệu đô la không chứ không phải mấy cái đèn mà chớp nhón đèn đám cưới như ở bên việt nam đâu ở bên việt nam về kinh tế á mấy cái người quốc tế người ta làm ăn kinh tế việt nam á, người ta làm cái gì có tiền mấy cái hãng xưởng mà bán thời trang quần áo á bên mỹ á là người ta về việt nam là người ta lợi dụng nhân công phải không người ta đặt mai quần áo đem qua đây người ta bán Người ta mua cái giá rẻ người ta bán ra gấp 10 lần Đó là cái cách là người ta làm tiền Ok là những cái người mà người ta làm thành thành đạt Còn thôi ở bên Ấn Độ người ta nhập khẩu gạo của Việt Nam giá rẻ Tại vì ở bên Việt Nam với ở Trung Quốc là dân số người ta đông Đó người ta đem gạo về bên Bên Ấn Độ, bên Ấn Độ nó có gần 2 tỷ người Đó thì cái đó người ta lời người ta mua gạo ở Việt Nam giá rẻ Còn thôi mấy cái người Mỹ mà sức nhập khẩu làm gì ngành sức nhập khẩu thủy sản á người ta đặt mua những cái tỷ sản giá ghẻ bên việt nam Phải ông người ta đem qua bên mỹ người ta bán kiếm lời thì đó là những cái lãnh vực những cái thành phần đó là thành công còn mà nói về trái cây thì ở việt nam không có cửa đi không phải là nước ngoài người ta khó người ta bảo vệ người tiêu dùng trái cây ở bên việt nam á họ không có họ dùng rất là nhiều những cái loại thuốc trừ sâu thuốc phân ô đồ này nọ đó thì khi mà mấy cái người ta mà người ta thử cái trái chôm chôm của việt nam hay cái trái vú sữa đó người ta soi vào trong đó là người ta thấy vi trùng đồ nó không có tốt cho sức khỏe người ta không có cho bán vô đó ngoài cái việt nam mà người ta làm ăn thành công những cái lãnh vực mà dùng nhân công ghẻ hay là mua gạo mua đi bán lại đồ này kia chứ còn mà nói mà đi về việc đem tiền đi về Việt Nam mà mở cái này cỡ cái kia ra thành công cái gì chẳng qua mà Nhật người ta đi vô đó người ta mở cái xí nghiệp á là cái đó là người ta hợp đồng là người ta nói đó là cái xí nghiệp đó là của người ta giống như thằng xem xăm vậy đó trong cái phạm vi đó nó sản xuất nó thuê cái mảnh đất đó thôi rồi nó dùng cái nhân công rẻ mình vô làm 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 nhưng mà cái sản phẩm đó đó là của nó nó có thương hiệu nó có tai tiếng đồ này nọ các bạn biết tại sao mà Trung Quốc cái cái gì nó cũng làm được cái gì nó cũng nó cũng sản phẩm của nó cũng 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 không có thua gì mấy cái nước khác mấy cái nước tư bản là tại vì cái quy lực cái thằng Trung Quốc cái thứ nhất á là thằng Trung Quốc á là nó nổi tiếng về nó ăn cắp nó ăn cắp mấy cái bản quyền công nghệ thông tin chẳng hạn như á Google á nó cướp Google á nó đổi tên nó thành nó nói là cái đó là Baidu đó Amazon nó cướp á là nó nói cái đó là Alibaba cái mạng bán hàng trên mạng của nó, nó nó gọi là Alibaba nhưng mà thật ra là nó cướp của người ta còn ai mà vô làm ăn nó là nó bắt buộc á Tesla mà muốn vô bán xe mở xưởng bán xe là bắt buộc phải giao tất cả công nghệ thông tin cho nó nó nói á, là cái lý do đó là chính phủ nó muốn á, xem xét cái đó để mà nó bảo vệ an ninh quốc phòng của nó nó sợ là giống như cài đặt gps đồ vô lấy thông tin người tiêu dùng rồi đó cũng giống như mà ở bên mỹ đó có một số bang á người ta cấm dân của người ta xài tiktok ở bên mỹ đâu phải là toàn dân mỹ xài tiktok có những cái tiểu bang cực đoan á người mỹ người ta gọi là cần sơ với điệp á người ta cấm cái người dân người ta ra cái lực luôn cấm người dân ở cái bang đó đó xài tiktok tại vì tiktok á là của Trung Quốc mà ai mà xài TikTok á là nó phải lấy tên tuổi mình địa chỉ mình ngày sinh tháng đẻ của mình cho nên người Mỹ người ta ngại cái vấn đề đó chứ không phải là người ta cấm đó thì sau khi cái thằng Tesla nó qua bên Trung Quốc á nó đưa với giao công nghệ thông tin nó giao phần mềm rồi những cái cách công thức công này đó. đó bây giờ Trung Quốc á, nó có nó đang có xe nó mới quảng cáo ra nó có cái loại xe của nó chạy không thua gì tesla hết á nó ăn cắp người ta chứ cái lấy đâu ra cách nay mấy hôm nè ở bên mỹ nè apple nè mới sa thải nè bắt một cái người nhân viên á người mỹ mà gốc gốc bắc kinh á làm việc ở trong apple mà về kỹ sư phần mềm á ăn cắp thông tin gửi về bên trung quốc á giỏi gì trung quốc nó giỏi gì nó toàn là nó nó coi cái gì nó ăn cắp của người ta không à mặc dù là nó xây nhà xây cửa xây cơ sở hạ tầng cầu kỳ đồ này nọ nổi, tiếng đâu nhưng mà mỗi cái công trình đó là nó luôn luôn nó dùng tới kiến trúc sư của mấy người châu âu kiến trúc sư của mỹ ở bên kể cả bên việt nam cũng vậy nữa chứ đừng có nói mà ở việt nam mà ba xạo nói à, năm nay mà nhập sức nhập khẩu vô hai ba chục tỷ thật sự mà mỗi một năm mà việt nam mà nhập vô mấy trăm tỷ như vậy hai ba năm là việt nam có cả ngàn 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 tỷ nước việt nam có chút xíu bằng một cái tiểu bang của mình à hay là bằng à, nửa cái bằng nửa tiểu bang của của của, của xịt nửa tiểu bang của cali à nếu mà việt nam mà thật sự mà họ xuất nhập khẩu họ bán vô một năm hai ba trăm tỷ hả à, tiền đô hả à, nó gãi trên nước việt nam không có chỗ để luôn toàn là tiền của mấy mấy nhà đầu tư cơ mà nhiều nhất là của cái bọn trung quốc còn mấy bộ cộng sản họ làm kinh tế hả là đều lỗ hết điện lực gì việt nam airlines về tất cả kinh doanh của việt nam lỗ hết họ sản xuất ở bên việt nam hả 10 bộ phim chỉ có một bộ hai bộ phim là nó thu vốn nó có lời thôi còn tám bộ phim kia tiên triền phim tiên triền dẹp phá sản việt nam không có làm ăn cái gì được hết á đừng có mơ mà mấy cái người mà kiều hồ mà mấy cái người mà việt kiều nằm dùng á đừng có động động tới cái nói đem tiền về việt nam làm ăn nó nhiều thằng ở đây mình thấy nè ở xóm mình nè bà xã của mình biết luôn nè không có nhẹ không có tiền mua nhà ở không có không bướng được nguyên căn bướng mướn chỉ có đựng phòng mà mà ngồi đó nói tao ở việt nam tao có một miếng đất ở bệnh Mày có cái thằng điên nào mà mày có miếng đất mà mày ở đây mày xây phòng Mà tao mà có miếng đất ở Việt Nam tao về tao làm chủ miếng đất Tao làm nông trại tao làm Tao chồng này chồng kia Ba xạo chết mẹ Các bạn biết tại sao nó nói gì không Nó nói vậy để mà nó tiên truyền nó dụ mình về cộng việc cộng nằm Dung á Nó xú dạy mình Nó xú dạy mình đi về đem tiền về đó cho mình chết Mình đầu tư vô Việt Nam trừ khi các bạn mà ở bên Mỹ ở nước ngoài mà các bạn xuất nhập khẩu á các bạn mua gạo giá rẻ Việt Nam đóng gói đem qua bên thế giới các bạn bán kiếm lời tất cả mọi thứ các bạn mua đi bán lại thì ở các bạn làm có thành công ý mình nói những cái người mà đem tiền đem vốn về Việt Nam á, làm sẽ không thành công nếu mà mình thuyết phục các bạn không được á các bạn liên lạc á, hỏi cái ông tỷ phú Hoàng Kiều đó ông tỷ phú Hoàng Kiều Ông đi về Việt Nam, ông xuống miền Tây, Kiên Giang vậy đó. An Giang á tổ chức qua hậu mua quá chừng đất luôn. cái đùng mà cộng sản tới hả nó cướp, nó tịch thu, nó đuổi ông. Ông ra tò, ông thưa, thưa rồi cũng cũng không xong luôn. Tỷ phú Hoàng Kiều đó. Đó thì video nó cũng khá là dài. Sáng thứ sáu ngày 19 tháng 5 năm 2023, ngồi uống trà đá, nghỉ giải lao, bỏ ra vài phút giải trí đến với tất cả các bạn. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe. Chúc cho tất cả các bạn cuối tuần thật là nhiều mạnh khỏe và nhiều vui vẻ. Hẹn các bạn tối nay với chương trình Tình hình chiến sự ở bên Ukraine. Xin chào tạm biệt.